Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Vlog và mình là Văn Nóng Lazada. Và hôm nay đã là cái thời điểm sinh nhật lần thứ 6 của Senor rồi. Cái này mình làm rất nhiều clip nói về sinh nhật Senor. Và hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đón xem cái săn deal 6k của Senor như thế nào. Ví dụ mình đang có, các bạn hãy xem cái website của Senor như bây giờ. Mình thấy có một cái gọi là deal 6k flash sale. Đây. Chờ một chút nha. Đây rồi. Có một số cái mặt hàng giá 6k ở đây. Tức là nó sẽ bán vào khoảng 19 giờ. Bây giờ cái thời điểm bây giờ là các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình của mình, đó là khoảng 18 giờ 40. Như vậy chúng ta còn khoảng 20 phút nữa để thử săn cái hàng 6k này. Đây, nó có hai khung giờ, đó thứ nhất là 15 giờ và 19 giờ. Như vậy cả ngày nó chỉ có hai khung giờ săn 6k thôi. Đây, săn 6k, số lượng có hạn và mỗi tài khoản chỉ được mua một sản phẩm trên mỗi deal. Cái này thì phân tích thì mình cũng chưa hiểu lắm. Một sản phẩm trên mỗi deal, không hiểu lắm. Tức là mỗi một cái mã sản phẩm đấy thì là mỗi người mua được một cái, là cái sản phẩm chỉ được mua một cái nhỉ? Chưa hiểu lắm, chưa hiểu ý cái này lắm. Nhiều khi là sẽ nỏ mình thấy rằng cái mà chương trình họ khi cũng khá là mờ. Ví dụ như là cái chương trình nói không nói sâu nói xa, đó là cái chương trình free ship 150k ở trên đó. Các bạn có thể thấy rằng đây, mình mở luôn. Đây, free ship 150k. Tuy nhiên thì về bản chất thì nó không đúng là như vậy. 150k nhưng mà nó chỉ giảm khoảng như là tối đa 50k thôi, chứ không phải là tất cả cái đơn. Ví dụ mình mua 2 triệu cái máy hàn hồng ký chẳng hạn, nó là 1.8 triệu, mà cái nó chuyển nó tính là 47.000. Cũng không rõ như nào. Đây, ví dụ mình đặt thử một cái món hàng xem nhá. Đây, ví dụ đây mình sẽ đặt thử một cái món 360k như này đi. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra cái phí vận chuyển nó như thế nào. Cái này thì chắc là được miễn phí vận chuyển thật. Đây này, các bạn hãy để ý cái đoạn này. Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng 150k và tối đa 50k thôi. Tức là ở đây thì nó thật ra không phải là miễn phí vận chuyển hoàn toàn. Nếu mà nó ghi đúng của nó chỉ phải ghi là trừ 50k tiền vận chuyển, tiền ship cho đơn 150k, chứ không phải là miễn phí. Nghe thì nó cũng đúng là nó miễn phí đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng đây là một cái chiêu trò thôi. Vì này rất là nhiều người hiểu lầm. Và đối với các cái đơn hàng, cái kiện hàng mà nó có cân nặng cao trên 5 cân thì cái tiền ship nó khá là mắc. Ví dụ cái máy hàn, mình nói luôn cái máy hàn hồng ký đi, 1.8 triệu thì cái phí vận chuyển nó là 200.000 rồi. 200.000 nếu mà giao hàng nhanh hay là giao hàng tiết kiệm hay là Viettel Post. Còn đối với VN Post thì nó rơi vào khoảng 9 mấy nghìn ấy. Cái này chắc là do cái chính sách về đối tác của Sendor. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại với cái deal 6k. Đây, 15 giờ đây, các bạn có thể thấy có một số cái món. Đây nhá, mình quay lại cái deal đây này. Cái này bây giờ nó nhảy thành 66k rồi. Cũng không hiểu vì sao nó nhảy. Đây nhá, mình thử mua cái này xem nào. Và mình có thấy một cái điều nữa, đó là có một số cái flash sale đây. Cái này như kiểu giá săn deal như này thì ghi là 66k, nhưng mà khi mình đặt nó ở 106k. Rồi, và đi tìm câu trả lời cho những cái đơn hàng mà ghi là 6k hay là flash sale giảm như này. Đây. Thì mình có liên lạc với một số anh em trên các nhóm mua hàng của Sendor. Thì có được một số câu trả lời. Và cũng ngay trên cái fanpage chính thức của Sendor thì có admin thì cũng có trả lời về cái chủ đề này. Lag vậy. Trên app thì vẫn đang trắng tinh tình như này. Ôi dồi ôi, mãi mới ra. Các bạn ơi, ví dụ có một số cái đơn hàng ghi là 66k như này. Thì nếu mà các bạn đặt, khi các bạn kích vào đây thì nó vẫn ghi là 116k. Thì
thì mình có hỏi admin hoặc là các anh em thì có chia sẻ những cái vấn đề này như này, thì cái này nó liên quan đến cái website của Sendor, nó kiểu như vậy. Nếu mà các bạn đặt cái hàng này đây, nếu các bạn đặt mua, ví dụ mình lùi lại các bạn xem nhá, ví dụ đây là 66k này, nếu mà mình đặt mua này thì nó sẽ có một cái voucher nó tự trừ đi để cho ra cái sản phẩm là đúng là 66k. Các bạn hãy xem, mình để nguyên, mình không thua một cái gì, tay mình đây, điện thoại đây. Nó sẽ có một cái voucher nó tự động nó đẩy xuống và nó sẽ trừ đi cái đơn hàng này về đúng 66k. Tuy nhiên cái tiền phí vận chuyển thì nó vẫn giữ nguyên. Đây các bạn hãy xem, đây rất trực quan luôn. Thì các bạn để ý đây, thì nó có một cái mã nó trừ đi 50k như này, thì cái sản phẩm này nó là 116k. Sau khi trừ đi 50k cái tiền cái mã này nó tự động áp vào, thì cái sản phẩm nó ra đúng là 66k. Tuy nhiên cái phí vận chuyển thì vẫn được áp dụng. Tại vì đơn giản là Shopee, Sendor có ghi là miễn phí vận chuyển cho đơn 150k thôi. Thì cái bộ này thì đúng của nó là chuẩn là 66k. Thì cái này cũng giải đáp luôn cho anh em là tại sao Sendor là lừa đảo. Thì thực sự thì họ không lừa đảo, nhưng mà họ nói không rõ. Và một cái điều nữa, nó chính là liên quan đến cái code NG của cái web riêng hay là cái trên app của Sendor, nó bị như vậy. Thông thường thì nếu các bạn mua hàng ở Lazada hay Shopee thì ví dụ flash sale nó ghi là 99k chẳng hạn, các bạn vào các bạn sẽ thấy 99k luôn. Nhưng mà đối với Sendor thì ghi flash sale là 66k. Các bạn vào các bạn sẽ không thấy là 66k đâu, mà nó là vẫn nguyên giá cũ là đây, ví dụ như là 86 này. Và nếu mà các bạn đặt mua hàng, bấm vào mua hàng thì nó mới trừ đi, nó sẽ tự động nó đẩy một cái voucher xuống, tự động nó áp vào, mình không phải làm gì cả. Thì nó sẽ để đúng cái mức giá là 66k. Và giữ nguyên cái phí vận chuyển thì nó tùy theo cái giá của đơn hàng. Như cái đợt sinh nhật lần 6 của Sendor này thì Sendor để ở cái mức là 150k cho thì sẽ được free ship. Nhưng mà có một cái đặc điểm nữa là khi chúng ta mua cái flash sale này thì chúng ta không áp được cái mã gì nữa, nó chỉ áp được một cái mã duy nhất là tự động nó đẩy vào, nó trừ 50.000. Tại vì các shop này họ có tham dự cái, đối với Sendor có cái chương trình riêng thì nó sẽ tự động nó trừ đi 50.000. Nên là mới có một số cái đơn hàng là 66k như vậy. Rồi, giải thích rất rõ cho em. Hay là một số cái mặt hàng khác, ví dụ như là đây 106.000 đây này. Các bạn vào các bạn sẽ thấy nó là 152.000 đúng không? Trừ đi 50.000 thì nó mới ra thành 102.000 đấy. Rồi, nó là như vậy. Cái 6k của Sendor nó như nào? Mình thấy Sendor đang khá là mờ mờ, rất là mờ mờ luôn. Đây. Ồ, rất có một số mã đây này, 6k này. Để tí thử mua thử cái váy đây nào. Để tí nữa nhá, bây giờ chúng ta tạm nghỉ cho vòng ít phút và quay trở lại sau. Ok, và bây giờ là 6:59 rồi. 6:59, chúng ta chỉ còn 9 giây nữa chúng ta sẽ bước sang 19 giờ. Đấy, em làm cái này luôn đi. Bây giờ 7 giờ rồi, thì bây giờ mình sẽ vào trước là vào cái app này xem nào. Ui dồi ôi, đâu flash sale này. Flash sale đang ở flash sale rồi. Ôi sao lại ra hai cái vậy? Đây. Không thấy 6k luôn. Mở trên web. Đây, 6k đây. Lag quá. Đâu. 6k đây rồi. Chờ một chút, mình bật lại cái này đã.
Đây các bạn có thể thấy trên màn ảnh các bạn, đây 6k nhưng mà khi mà thực tế thì nó là 56k. Mình cũng chơi không? Mình thử mua thử nhá. Mua thử xem nào. Ui rồi hết con mẹ rồi. À, như bắt phải chọn màu à? Chọn màu. Chọn màu, chọn màu. Size 39 đi. À, sẽ đăng nhập. Ui giời ơi. Ủa quên chưa đăng nhập. Mua thế nào? Ôi giời ơi, con bác. Ôi giời ơi, không kịp rồi các bạn ạ. À. Quay lại thì nó đã mất rồi. Ôi giời ơi. Hỏng mất rồi. Ôi chứ là hỏng rồi. Không mua được cái gì cả. Đau hết cả ruột thế này. Tài khoản con bị trục trặc cái gì. Website lãng luôn các bạn. Sợ lắm. Bây giờ mình thử mở trên web nhá. À mở trên app nhá. Chứ còn trên web này thì tông con mẹ ra rồi ta. Rồi. Trên web thì coi như đơ luôn rồi. Bây giờ chắc là không kịp. Bây giờ mất 3 phút rồi, chúng ta quá chậm trễ rồi. Cái này phải rất là nhanh. Bây giờ 17:03 rồi thì mới vào thì mua được cái gì nữa. Ây da. Ây da. Như vậy là trên app cũng trắng tinh tình hình luôn. Mình cũng không hiểu cái flash sale này như thế nào. Trắng tinh trên tất cả các mặt trận. Từ web cho đến app. Ờ app bắt đầu vào được rồi. Web thì nó vẫn đơ luôn. Bây giờ thì không kịp nữa rồi. Bây giờ không kịp mà. Quá chậm rồi. Ôi dồi ôi. Đây mình thử đôi cái này mình cũng không cần nữa, mua cũng chả để làm gì. Chán lắm, chán ông sen đỏ này lắm cơ. Thất vọng. Dùng một từ đúng là thất vọng. Không mua được cái gì luôn. Tàn xác thôi các bạn. Cái này tàn rác thôi, các chị em chưa chắc các chị em đã mua này đâu. Tàn rác thôi. Giá một đằng nhưng mà vào mua thì một nẻo. Câu chuyện đây nó lại như thế cơ. Cái này sao nó không free ship nhỉ? À dưới 76k. Rồi như vậy chúng ta vừa thử săn 6k. Thật sự là gì à? Do sơ suất trục trặc về kỹ thuật khiến đến những cái sự cố hết sức đáng tiếc như là tài khoản bị báo là bị xác thực số điện thoại, dẫn đến là khi quay lại chúng ta mua cái flash sale 6k thì nó đã mất rồi, nó đã về giá gốc là 56k. Một điều hết sức đáng tiếc cho khâu chuẩn bị của Văn Hóng. Ok, có lẽ là xin gặp lại các bạn trong các lần sau, tại vì cũng khá nhiều dịp nữa, không phải dịp này. Ok, xin chào và gặp lại.